Ngày hôm qua, bến xe khách miền Tây đón khoảng 30.000 lượt khách. Tuy nhiên, tình hình mua vé diễn ra trong trật tự, đa số khách hàng đều có vé để về quê ăn Tết. Theo dự báo của bến xe miền Tây, lượng khách cao điểm sẽ rơi vào các ngày hôm nay 26 và ngày mai 27 tháng Chạp. Đặc biệt ngày 28 Tết được dự đoán là sẽ có hơn 55.000 lượt khách. Chính vì vậy, bến xe miền Tây đã huy động thêm 60 xe buýt dự phòng lượng khách tăng đột biến. Tại bến xe miền Đông, lượng khách về bến ngày hôm qua cũng tăng nhẹ so với các ngày trước đó. Giao thông tại các cửa ra vào của bến cũng được đảm bảo, không để xảy ra tình trạng kẹt xe. Các chuyên gia giao thông ước tính, Tết năm 2014 có hơn 1 triệu người từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây, miền Đông, Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc bằng xe khách, tàu hỏa, máy bay và xe hợp đồng. Đó là chưa kể hàng trăm nghìn người đi bằng xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh.